Chào các em đang đến với trang http://tiểuhoc.vn.info. Các em ơi, hôm nay thầy lại cùng các em học bài toán 5 trang 165, bài luyện tập về giải toán tỷ số phần trăm nha. Bài toán về tỷ số phần trăm các em có hiểu rõ ba dạng chưa? Và thầy cũng đang bắt đầu bài học này. Trước khi bài học thì thầy cùng ôn bài cũ này. 2 chia cho 8/11 thì bằng bao nhiêu? Và 3/7 chia cho 5/3 thì bằng bao nhiêu? Các em dừng màn hình và nhớ lại kiến thức chia một số tự nhiên cho một số phân số và chia hai phân số như nào. Ta làm thế nào các em nhỉ? Với câu A, 2 ta lấy chính là 2/1. 2/1 ta nhân chia cho 8/11 chính là 2/1 nhân với 11/8. Vậy nhân 11/8 thì ta sẽ bằng là 22/8. 2/8 ta rút gọn được là bằng 11/4. Còn 3/7 chia cho 5/3. Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Vậy đảo ngược của 5/3 tính là 3/5. Và tiếp tục ta bằng 3 × 3 = 9, 9/5. Thông qua bài tập nhỏ này, chúng ta nhớ về cách chia một phân số cho một phân số và chia một số tự nhiên cho một phân số. Thầy cùng em sẽ cùng nhau bước sang nội dung bài học ngày hôm nay. Bài học hôm nay ta học là luyện tập giải toán tỷ số phần trăm có trong sách giáo khoa toán 5 trang 165. Mục tiêu cần đạt trong bài học này là chúng ta tìm tỷ số phần trăm của hai số. Chúng ta thực hiện phép tính cộng trừ với tỷ số phần trăm. Và chúng ta giải toán liên quan đến tỷ số phần trăm. Bài tập kiến thức kỹ năng đạt chuẩn đó là bài 1, phần C, phần D, bài 2, bài 3. Ngoài ra các em có thể làm thêm tất cả các bài tập còn lại có trong bài học ngày hôm nay. Đầu tiên, thầy cùng em bắt đầu vào bài 1, sách giáo khoa toán 5 trang 165. Nội dung yêu cầu như sau: tìm tỷ số phần trăm của 2/2 và 5, 2 và 3, 3,2 và 4, 7,2 và 3,2. Có 4 phần cho các em và chúng ta sẽ quan sát để chúng ta làm. Người ta đã cho cân như này. Yêu cầu tìm tỷ số phần trăm của hai số. Các em có nhớ lại kiến thức cũ không? Muốn tìm tỷ số phần trăm của 2 và 5 ta làm thế nào? Ta làm như sau. Ta lấy 2/5 bằng 0,4 và ta nhân ngầm với 100 thì bằng 40%. Viết thêm ký hiệu phần trăm bên phải số 40 này, ta được 40%. Vậy tỷ số của 2 và 5 bằng 40%. Tương tự thế, ta có tìm tỷ số phần trăm của 2 và 3, ta làm như sau. Tỷ số phần trăm của 2 và 3 là các bạn lấy 2 các bạn chia 3 bằng 0,6666. Nhớ cho thầy giáo là chỉ cần lấy 4 chữ số ở phần thập phân thôi. Còn mãi mãi này, nếu chia không thể chia hết được. Vậy ta nhân ngầm 100, muốn nhân một số 100, ta dịch số phẩy từ của số đó sang từ trái sang phải hai chữ số bằng 66,66%. Viết thêm ký hiệu phần trăm vào chúng ta được như vậy. Tiếp tục ta sang câu 2, câu 3, tỷ số phần trăm của 3,2 và 4 là các bạn lấy 3,2 bạn chia 4 bằng 0,8. 0,8 các bạn nhân 100 thì bằng 80. Viết thêm vào bên phải chữ số 80 ký hiệu phần trăm vào bằng 80%. Câu thứ tư, tỷ số phần trăm của 7,2 và 3,2 là các bạn cũng làm tương tự như các câu trên. Các bạn lấy 7,2 chia 3,2 bằng 2,5 và các bạn nhân với 100 thì bằng 225. Các bạn ghi thêm ký hiệu phần trăm vào bằng 225%. Vậy thông qua bài tập 1 này thì chúng ta đã ôn về cách tìm tỷ số phần trăm của hai số. Muốn tìm tỷ số phần trăm của 2 và 3 ta làm thế nào? Muốn tìm tỷ số phần trăm của 2 và 3 chúng ta làm như sau. Bước 1, tìm thương của 2 và 3 bằng cách thực hiện phép chia. Bước 2, nhân thương đó với 100 và viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải tích tìm được. Và đây, thương của nó bằng 0,6666 và nhân 100 thì bằng 66,66. Viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải thì ta được kết quả. Và các bạn chú ý cho thầy giáo, nếu tỷ số phần trăm của số thập phân thì chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân. Ví dụ 1/6 thì bằng là 1,6666 mãi mãi. Vậy tỷ số phần trăm của 1 và 6 là ta lấy ta nhấn 100 vào đây thì sẽ bằng là 16,66. Chỉ lấy hai chữ số thôi nhá, phần trăm. Rồi, vậy thông qua bài tập 1 chúng ta đã ôn về cách tìm tỷ số phần trăm. Dạng này dạng mấy? Dạng 1. Muốn tìm tỷ số phần trăm hay số thì ta làm thế nào? Ta đã nhớ nhá. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài 2. Bài 2 sách khoa toán 5 trang 165 có nội dung như sau. Yêu cầu gì? Tính. Chúng ta có 3 câu, 3 phép tính, phép cộng, phép trừ và biểu thức với số đo là phần trăm. Ta hiểu 2,5% Phần trăm mà này các bạn phải nhớ nhé. Nếu các bạn lấy 2,5 các bạn cộng với 10,34 là sai. Mà các bạn phải lấy là 2,5% cộng với 10,34%, giống như 2,5 trên 100 cộng với 10,34 trên 100. Và kết quả chúng ta bằng 12,84%. Và 12,84 này cũng giống như kết quả 12,84 trên 100. Đấy, ta hiểu như thế nhá. Toán học nó phải là như thế, chứ không thể nói được là muốn cộng 2,5% cộng với 10,34% thì bạn viết bằng 12,84 là không phải, không thể bằng như thế được nhá. Chúng ta chuyển sang câu B. 56,9% trừ đi 34,25% thì bằng bao nhiêu? Các bạn đặt tính ra ngoài dưới nháp và các bạn cũng có kết quả bằng 22,65%. Tương tự câu C, ta có 100% trừ 23% trừ tiếp cho 47,5%. Cái này ta có nhiều cách làm. Cái thứ nhất là A trừ B trừ C bằng A trừ đi tổng của B và C. Ví dụ ta lấy 100, ta lấy 23%, ta cộng với 47,5% được bao nhiêu? Ta lấy 100 ta trừ cái tổng đó thì sẽ ra kết quả. Và thầy cũng có một cách làm này này. Bằng thầy lấy 100% thầy trừ 23%, được bao nhiêu thầy trừ tiếp cho 47,5%. 100% trừ đi 23% thì thầy được 77%, 77% trừ 47% thì được 47,5% thì được 29,5%. Vậy 29,5% là kết quả của biểu thức C này. Thông qua bài tập 2, chúng ta đã nhớ lại và ôn lại cách tính phép cộng, phép trừ gắn với đơn vị đo là phần trăm. Thầy đã cùng các em chuyển sang nội dung bài tập số 3. Bài tập số 3 bài sách toán 5 trang 165 có nội dung như sau. Một huyện có 320 hecta trồng cây cà phê và 480 hecta trồng cây cao su. Hỏi diện tích trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích trồng cây cà phê? B. Diện tích trồng cây cà phê bằng bao nhiêu diện tích trồng cây cao su? Yêu cầu bài tập đã rõ, thầy cùng chúng ta tóm tắt bài toán này. Bài toán cho biết gì? Bài toán cho biết diện tích trồng cây cà phê bằng 320 hecta. Người ta cho biết gì nữa? Người ta cho biết diện tích trồng cây cao su thì bằng 480 hecta. Người ta hỏi gì? Người ta có hai câu hỏi. Câu hỏi A, tìm diện tích cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích cà phê. Câu hỏi B, diện tích cà phê thì bằng bao nhiêu diện tích của cao su. Rõ ràng bài toán này không khó, nó chỉ dài thôi, đúng không? Chỉ dài nơi dài thôi, chỉ dài nơi câu hỏi thôi, chứ thực ra nó không khó. Bài toán này bài toán tỷ lệ phần trăm dạng mấy các em nhỉ? Dạng 1, muốn tìm tỷ số phần trăm của hai số, ta lấy số đó chia nhau được bao nhiêu, nhân ngầm 100, viết thêm ký hiệu phần trăm bên phải thôi, chẳng có gì khó cả, đúng không các em nhỉ? Vậy chúng ta sẽ giải như nào các con nhỉ? Và đầu tiên ta giải như sau. Tỷ lệ phần trăm hay là tỷ lệ phần trăm diện tích trồng cao su so với diện tích trồng cà phê là cao su đây là đây cao su là 480, cà phê đây 320. Vậy ta làm thế nào? À, ta lấy 480 chia 320 được 1,5. 1,5 ta viết, ta nhân ngầm với 100 bằng 150, viết thêm ký hiệu phần trăm và bằng 150%. Vậy điều này có nghĩa là tỷ lệ diện tích trồng cao su so với diện tích trồng cà phê là 150%. Câu A, câu B. Tỷ lệ phần trăm diện tích trồng cây cà phê so với diện tích trồng cây cao su là, các bạn biết là cà phê đây là 320, cao su đây 480. Vậy ta phải làm thế nào? Ta phải lấy 320 chia 480 bằng 0,6666 và cứ 66 mãi đấy. Thì ta chỉ lấy 4 chữ số thôi. Nhớ cho thầy lấy 4 chữ số rồi. Ta nhân với 100 thì sẽ bằng 66,66. Và ta viết thêm ký hiệu phần trăm vào thì bằng 66,66%. Vậy ta có đáp số ở bài tập số 3 này. Đáp số câu A 150%, câu B 66,66%. Nội dung bài tập số 3 là đã ôn về cái gì? Ôn về tìm tỷ số phần trăm của hai số. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài 4. Bài 4 sách giáo khoa toán 5 trang 165 có nội dung như sau. Lớp 5A dự định trồng 180 cây, đến nay đã trồng được 45% số cây. Hỏi theo dự định lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây nữa? Bài toán yêu cầu gì? Bài toán đã cho biết gì? Bài toán cho biết dự định trồng được là 180 cây. Thế cho biết gì nữa? Đến nay đã trồng được 45% số cây. Hỏi theo dự định lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây nữa? Bài toán này thầy có thể tóm tắt bằng sơ đồ. Thầy coi cái số cây dự định cần trồng của lớp 4A là một đoạn thẳng. Đoạn thẳng này ứng với ứng với 180 cây. Và thầy coi cái số cây của lớp 5A đã trồng là một đoạn thẳng màu đỏ này này. Và đoạn thẳng này ứng với 45% số cây. Và đây là số cây cần trồng, còn phải trồng thêm của lớp 5A là màu xanh. Vậy bằng bao nhiêu cây? Để tính được cái màu xanh này này bằng bao nhiêu thì chúng ta chỉ việc tính được xem là từ đây đến đây bằng bao nhiêu cây. Rồi ta lấy 180 cây ta trừ đi số cây này thì sẽ ra số cây của này. Hoặc các bạn cũng có thể làm cách khác. Các bạn thấy là ở đây này, coi 180 cây bằng 100% thì các em thấy rằng cho thầy giáo là ở đây bằng 45% rồi thì chắc chắn cái này bằng bao nhiêu phần trăm, các em tính được không? Khi tính được cái này số cây cần còn trồng tiếp là bằng bao nhiêu phần trăm thì ta tìm cái số phần trăm của đó và của 180 cây là ra kết quả. Bài toán này có hai cách giải, ta có thể giải như sau. Với cách 1, bài giải số cây của lớp 5A còn phải trồng chiếm là cả số cây ban đầu là một đoạn thẳng thế này thì ứng với một đơn vị, tức là ứng với 100%. Bây giờ đã trồng 45% rồi thì ta sẽ còn lại là 100% trừ 45% bằng 55%. Ta tìm 55% của 180, ta làm thế nào? Ta trả lời số cây của lớp 5A còn phải trồng thêm là ta lấy 180, ta chia 100 ta nhân 55% thì sẽ bằng là 99 cây, đáp số 99 cây. Ngoài ra, chúng ta cũng có cách giải khác là ta tìm xem lớp 5A đã trồng được bao nhiêu cây. 45% thì bằng bao nhiêu cây. Sau đó ta lấy cái số cây dự định này trừ đi số cây đã trồng thì sẽ ra số cây cần phải trồng thêm. Ta có lời giải 2. Bài giải số cây lớp 5A đã trồng chiếm là, bỏ chữ chiếm đi, số cây lớp 5A đã trồng là, thì ta lấy 180 chia 100 nhân 45 bằng 81 cây. Vậy lớp 5A đã trồng được 81 cây mà yêu cầu phải trồng 180 cây thì ta có tìm số cây còn phải trồng tiếp không? Ta tìm được số cây lớp 5A còn phải trồng thêm là ta lấy 180 trừ đi 81 bằng 99 cây, đáp số 99 cây. Cả hai cách giải này đều rõ ràng. Vậy các bạn chọn cách nào mà cho thấy mình phù hợp hơn, mình hiểu hơn, mình sẽ giải. Các em ạ, thông qua bài giải tập số 4 này thì muốn tìm giá trị một số phần trăm của một số đã cho, ta làm thế nào? Vậy muốn tìm giá trị của một số, giá trị một số phần trăm của một số đã cho, ta làm như sau. Cách 1, ta lấy số đó, ta chia 100 để tìm 1%, rồi ta nhân với số phần trăm cần tìm. Ví dụ như là muốn tìm 45, ta phải lấy cái số đó, ta chia lên một. Muốn tìm 45% của 180, ta lấy 180 chia 100 để tìm ra 1%, rồi ta nhân với 45 thì bằng 81 cây. Vậy ngoài ra ta có cách 2 là ta lấy số đó nhân với số phần trăm cần tìm rồi chia 100. Cả hai cách này đều có giá trị, cách làm đều có giá trị như nhau, nhưng cách dễ hiểu hơn đó là cách 1. Cách 1 thì các em học sinh tiểu học dễ hiểu hơn. Nào, thầy cùng các em vừa làm xong 4 bài tập. Thông qua 4 bài tập, các em đã ôn lại bài toán giải toán tỷ số phần trăm, đúng không? Và trước khi kết thúc bài học thì hôm nay bài học học về gì? Học về kỹ năng tính với tỷ số phần trăm này. Học về gì nữa? Ôn về tỷ số phần trăm của hai số này, ôn về tìm tỷ số phần trăm của một số này, và xem trước cho thầy giáo bài ôn tập các phép tính với số đo thời gian trang 165. Bài học hôm nay của chúng ta tạm dừng ở đây. Các em hãy nhớ vào trang http://tiểuhoc.vn.info để có những bài giải và bài tập toán 5 đầy đủ hơn. Các em có thể xem tiếp bài giảng của thầy ở đây. Và nếu các em chưa đăng ký làm thành viên, hãy đăng ký làm thành viên. Hãy nhớ nhấn like, share hoặc viết comment để ủng hộ thầy, giúp cho thầy có nhiều động lực để giảng tiếp các bài học cho các em. Và cuối cùng, thầy xin chúc các em có buổi học vui vẻ. Hẹn gặp lại các em ở bài giảng học lần sau. Goodbye for now.